tôi muốn mang những lá thư này lên cao điểm. Đó không phải là nhiệm vụ của ta lúc này. Nhưng chúng ta là quân bưu mà. Chúng ta là lính, phải hoàn thành nhiệm vụ đã. Đồng chí không muốn thư này đến khi họ còn sống à? Nghe này anh bạn, có nhớ hôm qua tôi gửi ra Bắc một lá thư không? Có thể đó là lá thư cuối cùng mà gia đình tôi nhận được.